từ mắt gốc đến 8 điểm tiếng Anh với 4 bước sau đây. Alo, Bin nghe đây. Bin sẽ giúp bạn với 4 cách Bin sử dụng để học sách ngữ pháp của cô Mai Lan Hương thật hiệu quả. Đầu tiên là lên kế hoạch học tập. Các bạn nên lật cuối trang sách và nghiền qua một chút về mục lục của sách nha. Sau đó hãy lên một kế hoạch học tập thật chi tiết dựa vào trình độ hiện tại của bạn cũng như mục tiêu mong muốn để sắp xếp thời gian học tập sao cho thật hợp lý. Ví dụ như mình muốn cải thiện về các thi thì có thể dành nhiều thời gian để học các phần đó hơn. Thứ hai, học kỹ lý thuyết và ngữ pháp. Hãy bắt đầu với việc học lý thuyết trước nha. Các bạn nên sắm cho mình một quyển vở riêng và ghi lý thuyết theo ý hiểu của mình. Đừng bỏ qua bước này nha, vì ghi chép rất quan trọng đó. Để học lý thuyết hiệu quả hơn, các bạn nhớ học kỹ và phân tích ví dụ, hiểu được cách áp dụng lý thuyết trong câu nha. Thứ ba, không quên học từ vựng. Thế có rất nhiều bạn chỉ học ngữ pháp chứ không học từ vựng. Chúng mình có thể tranh thủ học thêm một vài từ vựng mới trong cuốn sách này nha. Thấy từ nào hay ho thì nhớ ghi chú để tăng vốn từ vựng. Chúng mình có thể ghi từ mới vào quyển vở học từ vựng hoặc áp dụng cách học từ vựng bằng giấy A4 để đem lại hiệu quả cao hơn. Thứ tư, làm bài tập. Tiếng Anh cũng giống như toán vậy á. Muốn giỏi thì các bạn phải làm thật nhiều bài tập. Rất nhiều bạn cho đáp án tiếng Anh với lý do là đọc thấy nó vân vân và thuận miệng. Oh no no, làm bài tập hiệu quả là khi bạn phải biết được lý do vì sao bạn chọn đáp án đó. Sau khi làm xong, hãy sử dụng phần lời giải cuốn sách để đối chiếu. Nếu như bạn làm sai, lật lại ngay phần lý thuyết, tìm lý do mình làm sai và ghi phần giải thích vào vở. Sau vài ngày hãy làm lại để kiểm tra xem mình có mắc lỗi nữa không nha. Và đó là... Nếu bạn là một người hay quên từ vựng tiếng Anh thì video này là dành cho bạn. Cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả, phần 1. Phần lớn hầu hết chúng ta đang học từ vựng theo một cách học chay, đó là viết vào vở từ mới một từ tiếng Anh mà bạn chưa hề biết và viết bên cạnh nó là nghĩa tiếng Việt để học thuộc. Và việc cuối cùng, chỉ cần chép từ mới 3-4 dòng là đã đủ thuộc rồi. Hãy bỏ ngay cách học ấy đi, bởi vì thực chất nó chỉ tạo cho não các bạn một trí nhớ tạm thời. Một từ mới mà các bạn không sử dụng và không luyện tập hàng ngày thì các bạn chắc chắn sẽ quên đi từ vựng đấy một cách rất nhanh chóng. Thay vào đó, hãy học từ vựng theo ngữ cảnh. Tức là mình sẽ thích nốt từ mới cùng với phiên âm của nó, kèm theo đó là một câu ví dụ có chứa từ mới mà mình cần học. Ngoài ra, mình cũng sẽ thích nốt đây là loại từ gì, danh từ, động từ hay tính từ. Mình đảm bảo khi biết áp dụng từ mới vào ngữ cảnh nhất định thì bạn sẽ nhớ được từ vựng một cách đáng kể. Sau đây là những trang học tiếng Anh mà chính giáo viên của mình khuyên sử dụng. Thứ nhất, học từ mới không thể không biết đến Quizlet. Ngoài việc là bạn có thể tự tạo ra list từ vựng của riêng mình và học hàng ngày thì bạn còn có thể học theo list của người khác nữa. Giả sử mình gõ từ khóa IELTS có rất là nhiều học phần ở đây thì mình xem học phần nào phù hợp với mình rồi mình học theo luôn. Hiện tại thì mình đang học theo cái học phần này. Thứ hai, với ngữ pháp chỉ cần cuốn giải thích ngữ pháp tiếng Anh của cô Mai Lan Hương là đủ, không cần phải học thêm ở đâu nữa nhá. Thứ ba, học nghe bạn có thể lên trang web của British Council. Bạn có thể học đầy đủ kỹ năng ở trên trang web này. Tuy nhiên thì sau khi dùng thử, mình thấy học listening là ổn nhất, vì các bài nghe được chia theo trình độ, phù hợp để cho bạn luyện tập mỗi ngày. Cuối cùng, luyện đề thì lên IELTS Online Test. Các bài test rất là gần với cả đề thi thật, có khó hơn chút chút thôi. Những phrasal verbs cụm động từ tiếng Anh có thể xuất hiện trong đề thi đại học mà bạn không nên bỏ qua. Đầu tiên là act on, hành động theo. Ví dụ, Lucy always acts on her mother's advice. Thứ hai là dress down, trách mắng, la rầy ai. Ví dụ, my father dressed me down when I didn't do my homework. Thứ ba là entitle someone to do something, trao quyền cho ai đó làm gì. Ví dụ, the boss entitled me to drive his car. Và cuối cùng là wait up for someone, thức đợi ai. Ví dụ, his wife always waits up for him, although she's pregnant. Mẹ ôn thi để đạt điểm cao môn tiếng Anh trung học quốc gia. Đầu tiên, thời gian luyện tập hiệu quả. Các bạn hãy học từ vựng vào buổi sáng, làm bài tập và luyện đề vào buổi tối. Khi mà có thông tin về khung giờ thi môn tiếng Anh rồi thì hãy cố gắng luyện đề vào giờ đó nhé. Điều này sẽ giúp cho bạn tạo thói quen cho não bộ đấy. Hai, hãy chắc chắn là bạn đã hiểu nghĩa và nắm vững trọng âm của các từ vựng cuối giáo khoa trước khi mà bạn lên mạng tìm từ mới nhé. Ba, bài đọc hiểu. Hãy lướt qua phần câu hỏi trước để hình dung xem bài đang hỏi về cái gì nhé. Đừng cố dịch hết cả bài đọc, hãy làm theo trình tự sau. Một, đọc lướt câu hỏi. 2. Đọc nội dung câu đầu và cuối đoạn. Tiếp theo là đọc kỹ câu hỏi và cái chân các từ khóa có liên quan. 4. Cẩn thận với các bài chọn phương án không đúng. Nhớ là đọc kỹ câu hỏi để tránh bị bẫy nhé. 5. Hiểu thật rõ cấu trúc ngữ pháp, thì của động từ, câu mệnh đề, câu gián tiếp, vân vân. Chỗ nào mà còn lơ mơ ấy thì các bạn phải nốt lại để tìm giải pháp ngay nhé. Éo le là thường thì bài thi sẽ chỉ toàn hỏi những chỗ lơ mơ đó thôi. Cuối cùng, thứ tự làm bài được khuyến khích. Ngữ âm, câu lẻ, đọc hiểu dài, giao tiếp, tìm lỗi ngữ pháp, đọc hiểu ngắn, điền từ, đồng nghĩa trái nghĩa. Một app học tiếng Anh để ôn thi đại học mà các bạn chắc chắn không nên bỏ qua. App này cung cấp đầy đủ tất cả các dạng bài theo cấu trúc chuẩn của đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Bạn chỉ cần chọn một dạng bài rồi bắt đầu luyện tập thôi. Sau khi bạn chọn đáp án thì app sẽ chỉ ra cho bạn liệu đáp án của bạn là đúng hay sai và còn có cả lời giải thích cực kỳ chi tiết về những kiến thức liên quan đến câu hỏi đó nữa. Ngoài ra thì bạn cũng có thể học từ vựng theo từng unit trong sách giáo khoa tại đây. Bạn chỉ cần nhấp vào từ vựng là định nghĩa, ví dụ hay các cấu trúc dùng từ sẽ hiện ra luôn. Sau khi học xong
xong thì bạn cũng có thể làm bài test để ghi nhớ từ vựng được lâu hơn. Ngoài ra thì app còn tổng hợp một số đề thi chính thức, đề thi thử của các trường qua từng năm cho các bạn nữa nhé. Và đó là app Luyện Thi Pro. Một, xác định mất gốc ở đâu? Ngữ pháp, từ vựng hay giao tiếp? Các bạn có thể làm bài test ở xem được bao nhiêu điểm và xác định mục tiêu điểm số. 2. Hệ thống lại kiến thức cơ bản. Các bạn có thể xem lại ngữ pháp trong feed 11 ngày đánh bay mất gốc tiếng Anh khi mở đầu trang nhá. Chọn tài liệu uy tín nên tham khảo các bạn học trước. Sẽ tốt hơn nếu có người dẫn dắt. Nếu học trung tâm, khuyên chân thành hãy xem thật kỹ review. 3. Biến tiếng Anh thành thói quen hàng ngày. Nghe podcast, nghe nhạc, xem phim tiếng Anh có phụ đề. Nhà lại theo phim hoặc đơn giản viết caption ảnh, to do list bằng tiếng Anh. Hãy nhớ, học tiếng Anh là quá trình cố gắng không ngừng nghỉ. Vì vậy, hãy biến nó thành thói quen hàng ngày và đừng quá gây áp lực cho bản thân nha.